Truyện Vàng Cổ Thần Đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cà Phê Màu Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 104. Thế giới trong tranh, cách Hắc Mộc Nguyên chừng 100.000 dặm là một bình nguyên mênh mông, địa thế bằng phẳng, trống trải. Ở trên bình nguyên, tu kiến một thành trì nhỏ nhỏ do cự thạch xây thành, có vọng tháp, võ trường, phủ đệ. Bộ binh phá giám quân đến một linh cư giới là trú đóng ở trong thành trì này. Số lượng binh sĩ cũng không nhiều, nhưng từng người đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc này một binh sĩ đứng ở trên vọng tháp, chứng kiến cuộc máu phóng lên trời, đục lỗ từng mi thẳng vào trong thương khung. Ở trong tích tắc đó, thiên địa linh khí của toàn bộ một linh cư giới tự hồ cũng chấn động thoáng một phát. Vì vậy binh sĩ kia lập tức tiến vào thành, bẩm báo tin tức cho thống soái. Hắc Mộc Nguyên là trọng địa bộ binh, hạ lệnh nghiêm mật giám thị. Tế đàn trong hạch tâm Hắc Mộc Nguyên vọt lên cột máu, nhất định là đã xảy ra đại sự. Thống soái lập tức hạ lệnh phái đội tuần tra thứ nhất và đội tuần tra thứ hai tiến vào Hắc Mộc Nguyên, muốn bọn hắn tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mỗi một tiểu đội chỉ có 10 người, nhưng đội tuần tra thứ nhất và đội tuần tra thứ hai đều là cao thủ trong cao thủ. Binh sĩ thực lực yếu nhất cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn. Đội trưởng của đội tuần tra thứ nhất và đội trưởng đội tuần tra thứ hai là Ngư Long Tứ Biến. Trong cơ thể bọn hắn đã mở ra một thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí. Dùng thực lực của bọn hắn, dù xông vào thủ nhân tộc cũng không ai chống đỡ được bọn hắn. Hắc Mộc Nguyên chính là trọng địa trong trọng địa, một khi phát sinh biến cố, nói không chừng sẽ kinh động nữ hoàng bệ hạ. Mọi người phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan. Đội trưởng đội tuần tra thứ nhất sắc mặt nghiêm nghị, nhảy đến trên lưng Tử Lân Bệ Vương thú bay lên trời. Sau đó những binh sĩ khác cũng cưỡi mang thú bay về phía Hắc Mộc Nguyên. Tiến vào cửa đá, chung quanh trở nên cực kỳ băng hàn, trên mặt đất tựa hồ cũng có băng phiến. Một cước đạp xuống sẽ phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Trương Nhật Trần phóng ra lĩnh vực không gian và tư thực lực, dọc theo hang đá cẩn thận đi xuống dưới. Trong khí hải, Càn Khôn Thần Mộc Đồ sinh động hẳn lên, trên bức tranh tản mát ra quang mang vàng vàng. Rất hiển nhiên, nó đã cảm nhận được bản nguyên chi khí của một linh cư giới. Theo Trương Nhật Trần đi xuống lòng đất, hào quang của Càn Khôn Thần Mộc Đồ cũng càng ngày càng sáng ngời. Cũng không biết đi bao lâu, Trương Nhật Trần rốt cục đi tới đáy tế đàn. Không gian khá rộng lớn, chừng bốn cái sân bóng, chung quanh đen kịt, chỉ có vị trí trung tâm lóe lên một đoàn hào quang màu đỏ. Đợi đến lúc Trương Nhật Trần đi qua mới phát hiện kia là một huyết trì to lớn. Trong ao tất cả đều là máu tươi, không chỉ có máu của thù nhân, còn có máu của man thú và nhân loại. Các loại máu tươi hội tụ tản mát ra mùi máu tanh đậm đặc. Ở biên giới huyết trì có khắc từng đường vân, những đường vân kia một đầu liên tiếp huyết trì, một đầu liên tiếp mặt đất. Xa xa nhìn sang, những đường vân kia giống như mạch máu, cho người một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tại sao ở đây có nhiều huyết dịch của man thú và nhân loại như vậy? Đột nhiên Trương Nhật Trần phát giác được năng lượng cuồng bạo từ phía sau đánh tới phía hắn. Trong nội tâm cả kinh, lập tức quay người. Bá, chỉ thấy một cái bóng hiện lên. Không đợi hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương, một cỗ lực lượng cường đại kích lên lồng ngực của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Bành, Trương Nhật Trần đâm vào trên thành bích, rơi xuống mặt đất, một tay chống đất, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh huyết trì đứng một lão giả thân cao chỉ có 1m6, mặc áo bào xám. Nó có hình người nhưng lại là một thụ nhân. Thân thể của nó là do từng thân cây to bằng ngón tay chồng chất thành, ngay cả tóc và chòm râu cũng là rễ cây. Ngươi là thụ tổ. Trương Nhật Trần nhìn xuống thương thế, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm lão giả phía trước. Từ trong miệng những thụ nhân khác, Trương Nhật Trần tự nhiên nghe qua danh tự của thụ tổ. Toàn bộ thụ nhân tộc, thụ nhân có tu vi cường đại như thế cũng chỉ có thụ tổ mà thôi. Thanh âm thụ tổ hơi khô quắc, lạnh nhạt nói: Ngoại trực tử thần, ngươi rõ ràng dám sông tới đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở ngẩn tầm đó, trên người thụ tổ có một cổ y áp cường đại phát ra, tựa hồ muốn dựa vào lực lượng cường đại của nó đánh tan ý chí của Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần mặt không đổi sắc, cười nói: Ta còn muốn hỏi ngươi, dưới tế đàn tại sao lại có nhiều máu tươi của man thú và nhân loại như vậy? Những máu tươi này là từ đâu đến? Từ Trương Nhật Trần trúng một kích của thủ tổ, nhìn như bị thương rất nặng. Trên thực tế, hắn có Long Châu hộ thể nên không có bị thương quá nhiều. Chỉ có điều vừa rồi học ra một ngụm máu tươi, bên ngoài giống như thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Kể từ đó, ngược lại có thể tê liệt thủ tổ. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, Trương Nhật Trần có thể bộc phát ra một kích lôi đình, triệt để thay đổi thế cục. Thủ tổ nói: Dù sao, ngươi cũng sắp biến thành người chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Huyết dịch trong huyết trì
chính là binh sĩ nhân tộc các ngươi đưa tới. Trong mắt Trương Nhật Trừng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: người của binh bộ đối huyết dịch đến, hẳn là vậy. Đây là cao tầng của Hắc Mộc Thụ nhân tộc, cùng binh sĩ nhân tộc đạt thành hiệp nghị bí mật. Chúng ta thay bọn hắn trông coi tế đàn, bọn hắn bỏ qua Hắc Mộc Thụ nhân chúng ta, để cho chúng ta có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở Hắc Mộc Nguyên. Thủ tổ nói. Trương Nhật Trừng vội vàng hỏi: những huyết dịch này được lưu giữ trong tế đàn đến cùng có tác dụng gì? Lão phu không biết. Thủ tổ lắc đầu. Đột nhiên ánh mắt thủ tổ phát lạnh, nói: ngươi hỏi thực sự quá nhiều, hiện tại lão phu đưa ngươi xuống địa ngục. Xoạt, thủ tổ đánh ra một chưởng, lòng bàn tay bay ra 7 sợi mộc đằng. Mộc đằng cực kỳ bén nhọn, giống như 7 cây trường thương đâm ra ngoài, tản mát ra hàng khí hung tùng, phong kín toàn bộ đường lui của Trương Dần Trần. Nhìn như một chưởng tùy ý, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ, đủ để đâm ngư long ta biến thành cái sàn. Nhưng Trương Nhật Trần lại chờ đúng là cơ hội này. Ngay khi thủ tổ đánh ra một chưởng, Trương Nhật Trần thi triển không gian na di, biến mất nguyên tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng thủ tổ. Không tốt! Thủ tổ cả kinh, đã cảm nhận được không gian sau lưng chấn động, biết Trương Nhật Trần ngay ở phía sau nó. Ngay cả thời gian quay người cũng không có, thủ tổ lập tức ngưng tụ lực lượng, trở tay đánh về phía sau lưng. Không gian liệt phùng! Trương Nhật Trần vung cánh tay chém tới sau lưng thủ tổ, theo bàn tay của hắn xoẹt qua, không gian bị xé nứt. Không gian ở trong lòng đất quá nhỏ, Trương Nhật Trần không dám tùy tiện sử dụng không gian băng tháp, sợ chính hắn cũng bị cuốn vào không gian hỗn loạn. Dù sao bây giờ hắn khống chế không gian còn không có mạnh như vậy. Xoẹt, cánh tay thủ tổ bị không gian liệt phùng chặt đứt, hóa thành một phấn. Nhưng tu vi của nó cao thâm, tốc độ ứng biến rất nhanh, thoát được một mạng. Thủ tổ bổ nhào về phía trước, thối lui đến trong góc, quay người lại khẩn trương nhìn Trương Nhật Trần. Người không có bị thương? Đương nhiên bị thương, chỉ có điều không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Trương Nhật Trần lại nói. Không hổ là thủ tổ, tốc độ rất nhanh, giờ rồi một kích kia rõ ràng không thể giết chết ngươi. Ngươi không thể giết chết ta, như vậy kế tiếp ngươi chết nên đến phía ngươi. Thủ tổ lại sinh ra một cái tay khác. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nói xong, Trương Nhật Trần không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, phù phù nhảy vào huyết trì. Sau đó thân thể của hắn hoàn toàn trầm xuống. Ngoại vực tử thần cũng quá ngu xuẩn, đây cũng không phải là huyết trì bình thường. Trong huyết trì ẩn chứa lực lượng tế tự cường đại, đủ để luyện hóa thân thể của hắn thành bảy máu, biến thành một bộ phận của huyết trì. Hai mắt thủ tổ nhìn chằm chằm huyết trì, chờ nửa canh giờ cũng không thấy Trương Nhật Trần từ trong huyết trì ló đầu ra. Vì vậy nó thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vuốt râu, nói: không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, ngoại vực tử thần lại tự mình nhảy vào huyết trì chết. Chết tốt, miễn cho lão phu tốn hao khí lực. Trương Nhật Trần nhảy vào huyết trì, liền khởi động lĩnh vực không gian, hóa thành một luồng khí đường kính 3 mét, sau đó lặn sâu xuống phía dưới. Căn cứ càng khôn thần một đồ chỉ dẫn, bản nguyên chi khí ở dưới đáy huyết trì, ta đã lặn xuống gần 50 mét, lại còn chưa tới đáy. Cũng không biết huyết trì này chứa bao nhiêu máu tươi, vì sao người của binh bộ lại đưa máu tươi đến nơi đây? Chẳng lẽ tế đàn này cũng là do bọn hắn kiến tạo? Trương Nhật Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Xoạt, đúng lúc này càng khôn thần một đồ chấn động mãnh liệt, hóa thành quan điểm từ trong bi tâm của Trương Nhật Trần bay ra, chủ động lặn xuống. Dưới đáy huyết trì rõ ràng cũng có một tế đàn cỡ nhỏ, chỉ cao 9 mét, hình trụ khắc đầy đường vân. Bản nguyên chi khí của một linh cư giới là bị trấn áp ở dưới tế đàn. Xôn xao, càng khôn thần một đồ bay tới, bức tranh mở rộng toát ra từng đạo hào quang. Những hào quang kia hội tụ hình thành một cánh cửa không gian, trực tiếp thu bản nguyên chi khí vào. Sau đó càng khôn thần một đồ tự động cuốn lại, lơ lửng ở trong huyết trì. Trương Nhật Trần vọt tới, bắt lấy càng khôn thần một đồ, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói: cuối cùng cũng thành công. Càng khôn thần một đồ hấp thu bản nguyên chi khí của một linh cư giới, như vậy ta lại có thể tiến vào lại trạng thái tu luyện huyền diệu kia. Mượn cơ hội này nhất định có thể làm cho tinh thần lực tăng lên một cấp. Càng khôn thần một đồ hấp thu bản nguyên chi khí của ngũ hành cư giới, làm cho Trương Nhật Trần tiến vào một loại trạng thái tu luyện huyền bí, tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới cấp 41. Bản nguyên chi khí của một linh cư giới cường đại hơn ngũ hành cư giới gấp 10 lần, đủ để làm cho tinh thần lực của Trương Nhật Trần tăng lên tới cấp 42. Một khi tinh thần lực đạt tới cấp 42, dù Trương Nhật Trần chỉ sử dụng tinh thần lực cũng có thể bộc phát ra lực lượng tương đương với ngư long tứ biến. Thủ tổ nhất định sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh huyết trì. Dùng tu vi của ta hiện tại, mặc dù lao ra cũng không thể nào là đối thủ của nó. Đã như vậy thì trước tiên tu luyện, tăng thực lực lên, đợi đến lúc tinh thần lực của ta tăng lên tới cấp 42 lại đi ra cũng không muộn. Trương Nhật Trần xếp bằng ở dưới huyết trì, một tầng bình chướng đẩy huyết thủy ra,
tạo thành một không gian hình viên cầu để Càn Khôn thần bộc lộ lên mặt đất. Trần dần dần duỗi hai tay ra, bức tranh chậm rãi triển khai. Thế giới trong tranh mênh mang rộng lớn, dãy núi kỳ tuyệt, dòng sông lao nhanh, một bông hoa, một cọng cỏ, tự hồ đều ẩn chứa linh tính vô tận. Đặc biệt là tiếp thiên thần mộc, vẽ trông rất sống động, bức họa uyển chuyển đã rầm rộ, lại cho người một loại ý cảnh thương hải tang điền. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay đặt ở trên bức tranh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó. Xôn xao, thời gian dần qua, một bộ phận bút văn bị chân khí kích hoạt, tản mang ra hào quang chói mắt. Những hào quang kia đâm vào con mắt Trương Nhược Trần như từng thanh kiếm quang. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ tạm thời nhắm hai mắt lại. Thời điểm hắn mở mắt lần nữa, lại phát hiện cảnh tượng chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hắn đứng ở dưới một ngọn núi, so với đỉnh núi, thân thể của hắn cực kỳ nhỏ bé như một hạt bụi. Không, đây không phải ngọn núi màu đen, đó là một thân cây cổ thụ to lớn. Cổ thụ thật quá tráng kiện, đôi mắt nhìn đi giống như một ngọn núi hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của người. Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ thụ không biết cao bao nhiêu, thân cây xuyên qua tầng mây, chỉ có vài nhánh cây tráng kiện và lá cây cực lớn từ trong tầng mây hiện lộ ra. Một lá cây giống như một chiếc thuyền màu xanh dập dờn trên bầu trời, nếu rơi xuống sợ là có thể bao phủ một ngọn núi nhỏ. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Chẳng lẽ cái này là tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết? Trương Nhược Trần đói. Đột nhiên một cảm giác bối rối truyền đến. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng đặng, thân thể mềm nhũn, ngồi ở dưới tàn cây, nửa người dựa vào thân cây ngủ say. Trong giấc mộng, Trương Nhược Trần nghe được một thanh âm già nua. Thiên địa tương hợp, chính là dạng vật sinh, âm dương gia chạm, bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt tương giao, chư thiên luân hồi. Đến cùng là ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần cố gắng mở mắt, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cách đó không xa, một lão giả đang diễn luyện kiếm pháp, trong miệng hắn còn thì thầm cái gì đó. Bất quá Trương Nhược Trần thấy không rõ chân thân của lão giả. Thân thể lão giả giống như một hư ảnh, khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán, ngay cả thanh âm cũng đứt quãng, làm cho người rất khó nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Trải qua một ngày quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện thân pháp và kiếm pháp của lão giả đều huyền diệu tới cực điểm, giống như sử dụng kiếm giảng thuật đại đạo ở giữa thiên địa. Đại đạo này có quan hệ tới thời gian, hẳn là giảng thuật căn nguyên của thời gian. Sát na, một khắc, một giờ, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, 60 năm, một nguyên hồi. Giống như khởi nguyên của không gian, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Thời gian khởi nguyên lại có sát na sinh tám khắc sinh 12 thời, 12 thời sinh 365 ngày, sau đó lại sinh 12 tháng, sinh 4 mùa, sinh năm, sinh giáp, sinh nguyên hồi. Thời gian có 9 khắc độ, sát na, khắc, giờ, ngày, tháng, quý, năm, giáp, nguyên hồi. Lúc này, lão già kia diễn luyện kiếm pháp, tự hồ chính là quá trình thời gian sinh ra, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tràn ngập huyền cơ, cho người một loại cảm giác bát đại tinh thâm, mênh mông vô tận. Muốn tu thời gian chi kiếm, trước phải bắt thời gian ấn ký, một cái ấn ký chính là một sát na. Lão giả một bên thì thầm, một bên dẫm bộ pháp, một bên huy kiếm, nhưng kiếm của hắn lại không có bóng ảnh, như một tia sáng nhanh đến dọa người. Thời gian chi kiếm, kiếm thứ nhất sát na vô ngân. Thời gian chi kiếm, kiếm thứ tư chu thiên luân hồi. Thời gian chi kiếm, kiếm thứ sáu tứ quý luân chuyển. Thời gian chi kiếm, kiếm thứ bảy lưu niên chi quang. Trương Nhật Trần dùng sức trừng to mắt, nhưng lại chỉ thấy thời gian kiếm pháp kiếm thứ nhất sát na vô ngân, nhìn như kiếm pháp vô ngân, lại có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Những kiếm pháp đằng sau quả thực thay đổi liên tục, ẩn chứa thiên đạo quy tắc vô tận, làm da đầu Trương Nhật Trần muốn nổ tung, cái gì cũng nhìn không ra. Những kiếm pháp kia quá mức huyền ảo, nếu Trương Nhật Trần cưỡng ép nghiên cứu, chỉ sợ tinh thần lực sẽ sụp đổ. Nói cho cùng vẫn là tinh thần lực của Trương Nhật Trần quá yếu. Đã như vậy, về trước tu luyện thời gian kiếm pháp kiếm thứ nhất sát na vô ngân. Trương Nhật Trần muốn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, lại phát hiện hai tay của hắn không có vật gì. Đừng nói Trầm Uyên cổ kiếm, ngay cả không gian giới chỉ cũng không có. Trong tay đã không có kiếm, vậy lấy tay làm kiếm. Ngón trỏ và ngón giữa hợp lại, duỗi thẳng cánh tay, dựa theo thủ pháp của lão giả kia, một bên dẫm bộ pháp, một bên thi triển kiếm pháp. Luyện tập suốt 9 ngày, Trương Nhật Trần cũng không biết thi triển bao nhiêu kiếm, diễn luyện bao nhiêu lần, học tập bộ pháp và kiếm chiêu của lão giả đến giống như đúc. Trên cảnh giới kiếm đạo, Trương Nhật Trần cảm giác đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thi triển ra tinh túy của sát na vô ngân, chỉ học được kiếm chiêu mà thôi. Bởi vì hắn chém ra một kiếm như trước có dấu vết, không có đạt tới cảnh giới vô ngân.
dùng cảnh giới kiếm đạo của ta hiện tại, chỉ sợ đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung cấp, vậy mà học không được một chiêu kiếm pháp. Trương Nhật Trần ngừng lại, trong nội tâm buồn rầu, có chút mê mang. Đúng lúc này, lão giả thanh âm lại vang lên: muốn tu thời gian chi kiếm, trước bắt thời gian ân ký. Một cái ân ký chính là một sát na. Một cái ân ký chính là một sát na. Trương Nhật Trần lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên con mắt sáng ngời, như lĩnh ngộ cái gì. Căn cứ thời không bí điển ghi lại, không gian có không gian minh văn, thời gian có thời gian ân ký. Từng đạo không gian minh văn có thể xây thành một thế giới độc lập, từng đạo thời gian ân ký có thể hội tụ thành một thời gian trường hà. Ta hiểu rồi, thời gian chi kiếm, kiếm thứ nhất sát na vô ngưng, chỉ chính là lĩnh ngộ sát na trong thời gian khắc độ. Cái gì là sát na? Một đạo thời gian ân ký chính là một sát na. Chỉ có bắt được thời gian ân ký, dung nhập kiếm pháp mới có thể chính thức thì triển ra sát na vô ngưng. Thời gian ân ký ở địa phương nào? Thời gian ân ký không chỗ nào không có, mấu chốt ở chỗ có thể khống chế thời gian ân ký hay không. Trương Nhật Trần ngừng lại, nhắm hai mắt, bắt đầu nhớ lại thời không bí điển giảng thuật về thời gian ân ký. Nếu có người lẻn vào đáy huyết trì sẽ trông thấy. Trương Nhật Trần xếp bằng ở trong lồng khí, nhắm hai mắt, trong đó một tay đặt ở trên bức tranh, tay kia nắm kiếm quyết, đang không ngừng khoa tay múa chân. Lông mày hắn khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt. Thời điểm hắn lĩnh ngộ kiếm pháp, trên đỉnh đầu võ hồn vọt ra, lơ lửng ở trong huyết thủy. Võ hồn cực kỳ thần thánh, giống như thần ảnh, vậy mà hấp thu lực lượng tế tự trong huyết trì. Đúng là giả thần chi thân mà Trương Nhật Trần đã sớm luyện thành. Giả thần chi thân có thể làm võ hồn biến hóa thành giả thần, hấp thu lực lượng tế tự, chuyển hóa thành tu vi của mình. Chỉ có điều lúc này toàn bộ tinh lực của Trương Nhật Trần đều dùng ở lĩnh ngộ kiếm chiêu, không biết võ hồn cảm nhận được lực lượng tế tự nên tự động từ trong thân thể bay ra hấp thu lực lượng. Lực lượng tế tự tiến vào võ hồn, lại từ võ hồn đi vào thân thể, hóa thành chân khí khổng lồ vận chuyển ở trong kinh mạch. Oanh, ở dưới lực lượng tế tự thôi động, cảnh giới võ đạo của Trương Nhật Trần tăng lên rất mạnh, phá tan cảnh giới, đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Cảnh giới đột phá, thân thể Trương Nhật Trần đột nhiên rung rẩy thoáng một phát, sau đó lỗ chân lông toàn thân mở ra, tạo thành hấp lực, hấp thu linh khí giữa thiên địa. Thân thể Trương Nhật Trần hoàn toàn bị một vòng xoáy linh khí bao phủ, thẳng đến mấy ngày sau, vòng xoáy linh khí mới tiêu tán. Đột nhiên, Trương Nhật Trần cười to, nói: "Bắt đã được, bắt đã được, rốt cuộc bắt được thời gian ân ký, thời gian chi kiếm, sát na vô ngưng." Cặp mắt của hắn cũng không có mở ra, nhưng vẫn còn ở trong ngủ say. Cánh tay tạo thành kiếm quyết đột nhiên vung lên, hóa thành cột sáng chém ra ngoài. Bá, kiếm quang chém vào lĩnh vực không gian, xé ra một vết rách. Lập tức huyết thủy tràn vào, hoàn toàn bao phủ thân thể Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần mở mắt, hai tay hóa thành trường ấn, lần nữa tạo ra lĩnh vực không gian. Hắn nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn càng khôn thường một đồ trên mặt đất, lầu bầu nói: "Thời gian chi kiếm thật lợi hại, rõ ràng có thể phá vỡ lĩnh vực không gian, nhưng ta làm sao luyện thành thời gian chi kiếm?" Trương Nhật Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng sức nhớ lại. Ngay vừa rồi, hắn đưa tay đặt lên càng khôn thường một đồ, tự hồ thấy được một cây cổ thụ to lớn, còn có một lão giả diễn luyện kiếm pháp. Hắn cảm giác hình như mình là cùng lão giả kia luyện kiếm pháp mấy tháng, nhưng lại giống như chỉ mới qua một sát na. Lại là loại cảm giác như lần trước, như đã qua thật lâu, lại như chỉ qua mới nháy mắt. Bất quá lúc này đây, so với lần thứ nhất thì rõ ràng hơn rất nhiều. Ta dám khẳng định, đích thực là cùng một lão giả học kiếm, học chính là thời gian chi kiếm, chiều thứ nhất tên sát na vô ngưng. Trương Nhật Trần cố gắng nhớ lại, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, trong đầu chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Chẳng lẽ là đi chỗ kia, là thế giới trong càn khôn thần mộc đồ? Càn khôn thần mộc đồ hấp thu bản nguyên chi khí của một linh cư giới, có lẽ tiếp thiên thần mộc đã lớn đủ để chống đỡ thế giới trong tranh. Nghĩ đến đây, Trương Nhật Trần lập tức rót chân khí vào càn khôn thần mộc đồ, xung sao mặt qua bức tranh dâng lên từng đạo hào quang. Những hào quang kia nhỏ như sợi tơ, sau đó hội tụ lại hóa thành một cánh cửa không gian. Trương Nhật Trần sải bước đi vào cánh cửa không gian, như xuyên qua màn sáng. Sau một khắc, hai chân của hắn dẫm trên bãi cỏ xanh biếc. Trương Nhật Trần đưa mắt nhìn đi, toàn bộ thế giới xanh ung tươi tốt, địa phương xa xôi mơ hồ có thể trông thấy từng rặng núi cao vút trong mây, mây mù lượn lờ cho người một loại cảm giác man hoang. Trước một khắc vẫn còn ở trong huyết trì ánh sáng lờ mờ, sau một khắc lại đi vào một thế giới độc lập, giống như thế ngoại đào nguyên. Cái này là thế giới trong càn khôn thần mộc đồ, không khác gì thế giới chân thực. Thật lợi hại, không biết năm đó tu vi của Tu Di Thánh Tăng đạt đến cảnh giới gì lại có thể tạo ra một thế giới như vậy. Trương Nhật Trần thán phục không thôi, lập tức nghĩ đến lý niệm một bông hoa một thế giới.
một dịp, một bồ đề của Phật môn. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí mang theo mùi bùn đất, mùi thơm gác của hoa cỏ, linh khí tràn vào thân thể, vận chuyển ở trong kinh mạch. Trình độ linh khí không kém Thiên Ma Lệnh bao nhiêu, nhưng không cách nào so sánh với Đông Dực Thánh Thành. Nồng độ linh khí quyết định hoàn cảnh tu luyện ưu khuyết, nhưng cũng không tuyệt đối. Chỉ cần Trương Nhật Trần có đủ linh tinh, có thể bố trí ra một tụ linh trận. Kể từ đó, dù thế giới trong tranh linh khí cạn cỗi cũng không ảnh hưởng tu luyện chút nào. Trọng yếu nhất là thế giới trong tranh qua 10 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày. Đây mới là địa phương trợ giúp lớn nhất với Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nhìn thoáng qua chân trời, rất nhanh thấy được Tiếp Thiên Thần Mộc. Vì vậy hắn triển khai thực pháp bay lên. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới đỉnh núi cách Tiếp Thiên Thần Mộc gần nhất. Xa xa trông qua, chỉ thấy trên mặt đất đứng thẳng một cọc gỗ cao tới 30 trượng. Trên cọc gỗ có từng vòng tuổi rậm rạp chằng chịt, không cách nào đếm rõ, cũng không biết có bao nhiêu vạn vòng tuổi. Mỗi một vòng tuổi giống như một trang sách ghi lại một câu chuyện từ thời kỳ viễn cổ. Lực lượng cổ xưa cuộn trào từ trên cọc gỗ truyền đến, cho người cảm giác giống như nó ghi lại bí mật vô cùng vô tận. Trương Nhật Trần rung động đến cực điểm, thì thầm: chẳng lẽ kia là Tiếp Thiên Thần Mộc? Tiếp Thiên Thần Mộc là truyền thuyết mà Côn Luân giới không người không biết, không người không hiểu. Nghe nói đó là một thần thụ liên tiếp thiên địa, được xưng bản nguyên của Côn Luân giới. 10 vạn năm trước, vào thời đại Trung Cổ, Tiếp Thiên Thần Mộc bị người chặt đứt. Từ đó về sau, Côn Luân giới không ai có thể thành thần. Đồng thời Sử Gia cũng lấy mốc Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, định thành năm thời đại Trung Cổ chấm dứt. Căn cứ Tiểu Hoắc nói, tu di thánh tăng cấy ghép rễ cây của Tiếp Thiên Thần Mộc vào càn khôn thần mộc đồ. Đó chỉ có lẽ là cọc gỗ trước mắt Trương Nhật Trần. Hai tay Trương Nhật Trần triển khai, cưỡi gió bay lên trên cọc gỗ. Không hổ là cọc gỗ của Tiếp Thiên Thần Mộc, đã qua lâu như vậy, rõ ràng còn tản mát ra linh khí nồng đậm. Ở trong linh khí, tựa hồ còn có một cổ khí lưu càng cao cấp hơn, hẳn là thanh khí trong truyền thuyết. Trương Nhật Trần cực kỳ thán phục. Ở thế giới trong tranh, càng tới gần Tiếp Thiên Thần Mộc, linh khí lại càng đậm đặc. Đặc biệt là đứng ở trên cọc gỗ, trình độ linh khí đồng đồng quả thực có thể so với thánh sơn của thánh viện, thậm chí còn hơn. Cọc gỗ dưới chân Trương Nhật Trần giống như là một luyện võ trà cực lớn, một mực kéo dài, cũng không biết đi bao lâu mới đi đến trung tâm. Ở vị trí trung tâm cọc gỗ sinh ra một mầm cây mới. Chỉ có điều mầm cây sinh trưởng nhiều năm đã cực kỳ tráng kiện, đường kính thân cây vượt qua 100 mét, như một ngọn núi cắm thẳng vào đám mây, cực kỳ rầm rộ, rung động linh hồn người. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mầm cây ẩn chứa sinh cơ khổng lồ. Chính là chỗ này, địa phương tở trong mộng đi vào. Chính là chỗ này, cái này là mầm cây của Tiếp Thiên Thần Mộc, nó đã khởi động được thế giới trong tranh. Trương Nhật Trần tìm kiếm ở dưới tàn cây, nhưng làm sao cũng tìm không thấy lão giả kia. Tiểu Hắc một mực bị phong ấn ở trong thế giới trong tranh, nó đối với thế giới này khẳng định cực kỳ hiểu rõ, đã tìm không thấy nguyên nhân. Trước ly khai, sau khi ra ngoài lại hỏi thăm nó cũng không muộn. Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ ra thần sắc kính sợ, chắp tay trước ngực, nhìn mầm cây Tiếp Thiên Thần Mộc không người cúi đầu, sau đó quay người ly khai. Trương Nhật Trần cũng không biết lúc trước đến cùng tu luyện bao lâu, sợ bỏ lỡ 10 ngày ước hẹn, vì vậy vội vàng rời khỏi thế giới trong tranh. Soạt, Trương Nhật Trần đi ra cánh cửa không gian, lần nữa trở lại đáy huyết trì. Càn khôn thần mộc đồ lóe lên hào quang, hóa thành quang điểm bay vào mi tâm của hắn, lơ lửng ở trong khí hải. Trương Nhật Trần hít sâu một hơi, dần dần dẹp loạn cảm xúc trong lòng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện tu vi võ đạo đã bất tri bất giác đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực cũng đạt tới cấp 42. Tinh thần lực đạt tới cấp 42 vốn ở trong dự liệu. Dù sao, nếu tinh thần lực không đột phá, hắn cũng không có khả năng học được thời gian chi kiếm, kiếm thứ nhất, sát na vô ngân. Nhưng cảnh giới võ đạo làm sao cũng đột phá. Vì cảnh giới võ đạo của Trương Nhật Trần mới đột phá thiên cực cảnh đại cực không lâu, căn cứ hắn dự đoán muốn đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn ít nhất cũng cần tu luyện nửa năm nữa. Chẳng lẽ thời điểm ta tìm hiểu thời gian chi kiếm, võ hồn hóa thành giả thần chi thân, hấp thu lực lượng tế tự trong huyết trì? Trương Nhật Trần chỉ có thể nghĩ tới khả năng kia. Hắn phóng tinh thần lực ra, dung nhập huyết trì, quả nhiên phát hiện lực lượng tế tự trong huyết trì nhạt đi rất nhiều. Như thế xem ra ta ở trong huyết trì đã rất lâu, bằng không không có khả năng đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Sắc mặt Trương Nhật Trần ngưng trọng, lầu bầu nói: hy vọng không có vượt qua 10 ngày. Hắn vận chuyển chân khí đến hai chân, dẫm mạnh đáy ao, mượn phản lực lao lên. Huyết trì bình tĩnh, đột nhiên ọt ọt tuôn ra bọt khí to lớn. Bọt khí phá vỡ, bá, Trương Nhật Trần từ bên trong bay ra. Thủ tổ một mực canh giữ ở cạnh huyết trì đã sớm phát giác được huyết trì dị động, đang âm thầm đề phòng,
nhìn thấy Trương Nhật Trần từ trong huyết thủy vọt ra, có chút giật mình. Ngoại vật tử thần, ngươi rõ ràng không bị lực lượng thế tử huyết trì luyện hóa thành huyết thủy. Trương Nhật Trần rơi xuống cạnh huyết trì, cười nói: thật xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Nói xong, Trương Nhật Trần đi lên thang đá, nhìn thoáng qua cửa vào, một bước dẫm ra ngoài, đạp ở trên hư không, hóa thành tàn ảnh phóng tới thang đá, chuẩn bị ly khai. Ngoại vật tử thần, ngươi chạy đâu? Thủ tổ làm sao có thể để Trương Nhật Trần ly khai, dùng tốc độ càng nhanh đuổi theo, điều động linh khí một thuộc tính, hội tụ đến hai tay, cánh tay tản mát ra sinh cơ và lực lượng vô tận, song chưởng đồng thời đánh ra. Chưởng ấn còn chưa rơi vào trên người Trương Nhật Trần, chưởng phong cường đại đã chấn động, trước một bước vọt qua, trùng kích đến trên lưng hắn. Trương Nhật Trần xoay người, điều động tinh thực lực, hai tay đẩy ra, chỉ nháy mắt, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa thành điện quang, hội tụ vào lòng bàn tay. Tất cả điện quang ngưng tụ, biến thành hai viên cầu đường kính nửa mét. Ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, tế đàn rung động mãnh liệt, rơi xuống từng hạt bụi đất. Lực lượng lôi điện bộ cánh tay thủ tổ cháy đen, tác ra khói xanh, trong đó có một ít bộ vị thậm chí bốc cháy. Trên mặt đất và thạch bích, tất cả đều là lôi điện lấp lóe, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Thời điểm khói đen tiêu tán, nào còn có tung tích của Trương Nhật Trần. Quá đáng giận, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng của ngoại vực tử thần lại tăng cường nhiều như vậy. Thủ tổ mình đầy bụi đất, nghiến răng nghiến lợi gào thét, sau đó nó dẫm thang đá nhanh chóng đuổi theo. Vừa rồi giao thủ, nhìn như thủ tổ bị tổn thất nặng, trên thực tế Trương Nhật Trần cũng không chiếm được tiện nghi, cho tới bây giờ hai cánh tay của hắn còn đau đớn muốn nứt, không thể nhúc nhích. Cảnh giới của thủ tổ không hổ là đạt tới người lòng ngũ biến, dù nó không tiện chiến đấu nhưng chỉ cảnh giới cũng cao hơn ta một mảng lớn. Trương Nhật Trần một bên phóng đi, một bên vận chuyển chân khí hóa giải hai tay bị thương. Sau lưng truyền đến lực lượng mạnh mẽ, không cần đoán cũng biết nhất định là thủ tổ đuổi theo. Trương Nhật Trần lập tức thi triển không gian đa di, liên tiếp tách mình 7 lần, rốt cục đến cửa đá. Từ trong tế đàn, mở cửa đá ra sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần hiến tế gì cả. Trương Nhật Trần đưa tay đặt ở trên cửa đá, rót chân khí vào trong đó. Sau một lát, đường vân trên cửa đá phát sáng lên, oanh, cửa đá mở ra một khe hở. Trương Nhật Trần bước ra một bước, xông ra ngoài cửa đá. Bên ngoài cửa đá vang lên tiếng rống to: ngoại vực tử thần đi ra, nhanh dựng chuyển trận pháp trấn áp hắn. Dưới tế đàn, năm thụ nhân vương cùng 108 thụ nhân ngàn năm làm thành một vòng tròn, dựa theo quy luật huyền bí nào đó đứng ở phương vị bất đồng. Trên người mỗi thụ nhân đều xông ra một cột sáng phóng về phía đỉnh đầu Trương Nhật Trần, liên tiếp lại với nhau hóa thành màn hào quang cực lớn, áp lực cường đại như núi lớn rơi xuống trên người Trương Nhật Trần. Phải biết Thiên Mộc Tuyệt Thần Trận là do 108 thụ nhân ngàn năm bố trí thành, thực lực của bọn đó có thể so với 108 tu sĩ ngư long cảnh. Đừng nói Trương Nhật Trần, coi như là ngư long thức biến, một khi bị nhốt vào trận pháp cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Ngoại vực tử thần, coi như người có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng đừng hòng chạy trốn. Một cây thụ nhân vương đứng ở biên giới Thiên Mộc Tuyệt Thần Trận cười to nói. Không có người phát hiện, trên nhánh cây của thụ nhân vương nằm một hắc miêu lớn như con mũi. Hắc miêu đứng dậy hừ lạnh nói: một cây thụ nhân còn chưa hóa hình cũng dám cuồng vọng như thế, bổn hoàng đến dạy ngươi làm cây như thế nào. Người nào đang nói chuyện? Thụ nhân vương nghiêm nghị quát. Soạt, thân hình tiểu hắc bành trướng hóa thành cự thú cao tới 10 trượng, móng vuốt sắc bén vung ra, lập tức cắt đứt thân cây của thụ nhân vương. Trình độ sắc bén của móng vuốt tiểu hắc có thể so với thanh khí, trên cành cây không ngừng tuôn ra máu tươi. Thụ nhân vương ngã xuống, Thiên Mộc Tuyệt Thần Trận vốn là uy lực vô tận lập tức xuất hiện lỗ hổng, trận pháp sụp đổ từ ngoài vào trong. Trương Nhật Trần nắm lấy cơ hội, lập tức điều động chân khí rót vào tỏa long liên. Nó vốn là thanh khí được hắn cung cấp năng lượng, từng đạo minh văn kích hoạt hóa thành độ long bay ra ngoài. Rầm rầm, tỏa long liên cuốn lấy một cây thụ nhân ngàn năm. Cánh tay Trương Nhật Trần hất lên, bộc phát ra lực lượng to lớn, trực tiếp nhổ thụ nhân ngàn năm ra khỏi lòng đất, vung bay ra ngoài. Rễ cây của thụ nhân ngàn năm ít nhất cũng sâu vài chục mét, thậm chí vài trăm mét, nhưng lại bị tỏa long liên nhổ lên. Bởi vậy có thể thấy được cổ lực lượng kia cường đại cỡ nào. Trương Nhật Trần và Tiểu Hắc liên thủ, nội ứng ngoại hợp, rất nhanh đã đánh ngã bản lớn thụ nhân, xé lỗ hổng ra càng lớn. Đã lấy được bản nguyên chi khí, Trương Nhật Trần cũng không ham chiến, hắn toàn lực vận chuyển chân khí tới hai chân. Bành, thân thể giống như một phát đạn pháo, từ trên đỉnh tế đàn bay ra ngoài vài trăm mét, rồi xuống trên lưng Tiểu Hắc. Đi! Trương Nhật Trần nói, hai cánh trên lưng Tiểu Hắc mở rộng, dài 20 trượng, hai cánh vỗ một cái, lập tức hình thành sức gió cường đại, thụ nhân chung quanh bị thổi bay ra ngoài. Những thụ nhân cách xa cũng bị thổi ngã trái phải, lá cây tung bay ở trên không trung mạng thiên phi vũ. Chạy đi đâu? Thủ tổ từ trong cửa đá vọt ra,
chứng kiến Trương Nhật Trừng đứng ở trên lưng Tiểu Hắc, hai mắt toát ra ngọn lửa màu xanh, cánh tay của nó duỗi ra hóa thành một dây mộc đằng dài đến mấy ngàn thước, không ngừng xoay tròn cuốn về phía Tiểu Hắc. Trương Nhật Trừng ném tỏa long liên ra, cùng mộc đằng đụng vào nhau. Một sợi xích và một dây mộc đằng như hai dao mạng ở giữa không trung đấu pháp, liên tiếp va chạm mấy chục lần, rốt cục Trương Nhật Trừng và Tiểu Hắc thành công thoát thân, chạy ra vòng vây của thụ nhân tộc. Tốc độ của Tiểu Hắc cực nhanh, sau một lát đã không thấy bóng dáng. Mặc dù là dùng tu vi của thủ tổ, ở phương diện tốc độ cũng kém xa nó. Trương Nhật Trừng, sao ngươi ở trong thế đàn lâu như vậy? Ta còn tưởng ngươi đã bị thủ tổ giết chết. Tiểu Hắc vừa phi hành vừa nói. Trương Nhật Trừng thu tỏa long liên vào, lần nữa hóa thành vòng tay quấn ở trên cổ tay, sắc mặt của hắn ngưng trọng nói. Ta ở trong thế đàn bao lâu? Đoán chừng cũng sắp 10 ngày. Nếu như hôm nay ngươi không ra, ta sẽ xông vào tìm ngươi. Tiểu Hắc dừng một chút lại nói. Căn cứ nghiên cứu của ta, tế đàn kia thật sự có vấn đề. Thời gian tu kiến có lẽ không cao hơn 600 năm. Hơn nữa tuyệt đối không phải thụ nhân tộc kiến tạo, mà là do cường giả nhân tộc bố trí. Minh giang trên tế đàn cực kỳ phức tạp, ít nhất cũng cần nhân loại tới thực lực đạt tới cấp 50 mới có thể khắc ra. Trương Nhật Trần cả kinh nói. Tên thực lực cấp 50? Chẳng phải đã là tên thực lực thành thánh? Nhân vật như vậy sao sẽ tới một linh khư giới kiến tạo một tế đàn? Thủ đoạn của thánh giả tư thực lực thậm chí còn quỷ dị hơn thánh giả võ đạo, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Tồn tại như vậy, từng người đều là thần thông quảng đại, được võ giả thiên hạ cúng bái và kính ngưỡng, sao sẽ đến một khư giới hạ đẳng? Tiểu Hắc tiếp tục nói. Hơn nữa ta còn phát hiện tế đàn kia tụ hồ có chút liên hệ yếu ớt với tọa độ xa xôi nào đó ngoại vực. Trương Nhật Trần là người thông tuệ, một điểm liền thông. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, cảm giác mình hẳn là phát hiện đại bí kinh thiên đạo đó. Người ý tứ là tế đàn này chỉ là một khâu trong đó, ở khu giới khác còn có tế đàn giống nhau? Tiểu Hắc nhẹ gật đầu nói. Nếu một tế đàn là một trận pháp cơ sở, như vậy tế đàn ở hạch tâm Hắc Mộc Nguyên này chỉ là một khâu trong đó. Ở hư không mênh mông trong khu giới khác sẽ có tế đàn như vậy, tất cả tế đàn liên tiếp lại là một trận pháp to lớn, đoán chừng có thể bao phủ hơn phân nửa côn lôn giới. Trương Nhật Trần lắc đầu nói. Không chỉ là một tế đàn đơn giản như vậy, nếu ta đoán không sai, kỳ thực toàn bộ một linh khư giới cũng chỉ có một trận pháp. Ở trong tế đàn phát hiện bí mật gì sao? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhật Trần nói. Bản nguyên chi khí của một linh khư giới bị trấn áp ở dưới tế đàn, đoán chừng ngay cả những thụ nhân kia cũng không biết bí mật này. Một khi tế đàn vận chuyển, có thể rút ra bản nguyên chi khí làm năng lượng cung cấp cho tế đàn. Rút ra bản nguyên chi khí kỳ thực là rút ra toàn bộ linh khí của một linh khư giới, cho nên Trương Nhật Trần mới có thể nói toàn bộ một linh khư giới chỉ có một trận pháp mà thôi. Tiểu Hắc cười phá lên. Công trình to lớn như thế ở trong lịch sử dân tộc cũng không nhiều, không biết là ai ở sau lưng điều khiển hết thảy. Rõ ràng còn có phách lực hơn bổn hoàng. Không đơn giản, không đơn giản nha. Trương Nhật Trần hừ lạnh nói. Ngoại trừ người đứng đầu Trung ương đế quốc, còn ai có thể làm được? Trì Giao đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn luyện hóa toàn bộ cung lục giới và ngàn dạng khư giới? Thậm chí Trương Nhật Trần hoài nghi, sở dĩ một linh khư giới cấm võ giả ngư long cảnh tiến vào chính là vì phòng ngừa có người phát hiện bí mật ở đây. Còn võ giả thiên cực cảnh dù vào một linh khư giới cũng không có khả năng xông đến hạch tâm Hắc Mộc Nguyên. Huống chi dùng kiến thức của võ giả thiên cực cảnh, dù chứng kiến tế đàn cũng không có khả năng biết rõ tác dụng của tế đàn. Nghe Trương Nhật Trần phán xét, Tiểu Hắc lại cười nói. Cũng chưa chắc là Trì Giao nữ hoàng điều khiển hết thảy, nói không chừng là một cao tầng nào đó của bộ binh bố cục ở trên chiến trường khư giới. Sao ngươi dám chắc chắn là nàng? Có phải quá phiến diện không? Trương Nhật Trần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, thầm nghĩ Tiểu Hắc nói cũng có đạo lý. Hắn có cựu án với Trì Giao, tự nhiên sẽ có thành kiến. Một khi xuất hiện thành kiến, tiếp theo sẽ phán đoán sai lầm, từ đó cùng chân tướng càng đi càng xa. Trương Nhật Trần nói. Đã phát hiện bí mật này, đương nhiên phải tra rõ. Ngoài trừ một linh cư giới, triều đình bộ binh còn phân chia một ít cư giới khác thành cấm khu, có rất nhiều hạn chế. Những cư giới này rất có thể cũng kiến tạo tế đàn như vậy. Bất quá hiện tại việc cấp bách là về hỗn độn vạn giới sơn, không thể trì hoãn đâu rồi. Suy tính thời gian, chiến hạm của vạn giới tử quán còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi vào một linh cư giới, chúng ta làm sao trở vậy? Tiểu Hắc hỏi. Khóe miệng Trương Nhật Trần nhếch lên cười nói. Ngoài trừ chiến hạm của dạng giới tự quán, giám quân của một linh cư giới khẳng định cũng có cư giới chiến hạm. Con mắt Trương Nhật Trần gieo lại,
nhìn ra chân trời. Ở trên đường chân trời, hai hàng điểm nhỏ màu đen đang nhanh chóng vây kín tới. Đó là hai đội giám quân. Bọn hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu, đứng ở trên tử lân bệ vương thú, nhanh chóng tới gần Trương Nhật Trần và Tiểu Hắc. Giám quân đội trưởng đội thứ nhất Phương Lê ở đây, phía trước là người Phương Đào, lập tức lên báo tin danh. Vẫn còn ở ngoài trăm dặm, thanh âm của Phương Lệ đã xuyên thấu hư không, giống như sấm rền truyền vào trong tai Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, huyết dịch toàn thân phiên cổ, chỉ phải vận chuyển công pháp mới hóa giải được chấn động. Cao thủ thật lợi hại, bộ binh rõ ràng phái nhân vật cường đại như vậy dò xét một linh cư giới. Như thế xem ra một linh cư giới thật cất giấu đại bí mật. Trương Nhật Trần không dám khinh thường, lập tức lệnh Tiểu Hắc ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, cẩn thận đề phòng. Mười binh sĩ giám quân đội thứ nhất hiện lên hình quạt, đứng ở cách Trương Nhật Trần trăm trượng. Trong đó đội trưởng Phương Lệ đứng ở vị trí trung ương nhất, thân hình cao lớn, hai tay to dài, trong tay cầm trường mâu, giống như một chiến thần. Chỉ nhìn thoáng qua hắn, trên lưng Trương Nhật Trần đã toát ra cảm giác lạnh, có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của người này đạt tới Ngư Long tứ biến. Nhưng thực lực của hắn lại cường đại hơn thủ tổ, tu vi Ngư Long ngũ biến gấp 10 lần, căn bản không phải một cấp bậc. Nhân vật giống như hắn chỉ cần một chiêu là có thể đánh chết thủ tổ. Đây mới là cao thủ thần kinh bát chiến. Chỉ là trên người phát ra khí thế đã có thể làm cho người nhát gan quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một phương hướng khác, binh sĩ đội giám quân thứ hai bay tới cũng hiện lên hình quạt. Đội trưởng đội thứ hai bộ dạng lại cực kỳ gầy yếu, nhìn xanh xao vàng vọt, nhưng thực lực của hắn lại không yếu, cũng là Ngư Long tứ biến, cùng đội trưởng Vương Lệ là cường giả một cấp bậc. Làm sao bây giờ, giết ra ngoài sao? Trong mắt Tiểu Hắc lộ ra sát khí. Trương Nhật Trần đói, không dội, trước chờ một chút. Một binh sĩ của đội giám quân thứ nhất cưỡi tử lân bệ vương thú bay về phía Trương Nhật Trần, âm thanh lạnh lùng, đói. Không nghe đội trưởng của chúng ta hỏi chuyện sao? Nếu không báo tính danh sẽ lấy tội nhập cư trái phép luận xử. Nói xong, binh sĩ kia thi triển một chiêu cầm đả thủ, hai tay giao thoa toát ra từng sợi hỏa diễm, trảo tới vai của Trương Nhật Trần. Thân hình Trương Nhật Trần lui về phía sau, tránh thoát tay của binh sĩ kia, đồng thời hắn đánh ra ngoài một chưởng, bành, kích ở trên ngực binh sĩ kia. Binh sĩ kia bay ngược trở về, lần nữa rơi xuống trên lưng tử lân bệ vương thú. Lại dám hoàng thủ, muốn làm phản sao? Ánh mắt binh sĩ kia phát lạnh, lấy ra trường mâu cắm ở trên lưng mạc thú, hai tay nắm chặt, muốn xông lên lần nữa. Long Dân, ngươi không phải đối thủ của hắn, còn không mau lui ra. Phương Lệ trầm giọng nói. Long Vân cực kỳ kính sợ Phương Lệ, không dám có câu oán hận, lập tức lui xuống. Ánh mắt Phương Lệ giống như chim ưng, nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần, nói: tu vi võ đạo của Long Dân đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, tuy không phải võ giả thiên bản, nhưng cũng ở trên chiến trường khư giới trải qua mấy chục trận huyết chiến. Người rõ ràng chỉ dùng một chiêu đánh lui hắn, hẳn là cao thủ trên thiên bản. Trương Nhật Trần nói: dù leo lên thiên bản thì thế nào, không đạt tới Ngư Long cảnh, cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Coi như ngươi còn có tự mình hiểu lấy, đã như vậy cũng không cần ta ra tay, theo chúng ta đi thôn. Phương Lệ nói. Phương Lệ không nghĩ Trương Nhật Trần và biến cố trong Hắc Mộc Nguyên có liên hệ gì, chỉ nhận định Trương Nhật Trần là người nhập cư trái phép, chuẩn bị bắt hắn và nhốt lại. Nếu là lúc khác, Trương Nhật Trần không ngại đi theo bọn họ trở về, dù sao dùng thân phận của hắn, Vũ Thị Tiên Trang nhất định sẽ đi thương lượng với bộ binh thả hắn ra. Nhưng hiện tại Trương Nhật Trần vội vã chạy về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, nếu bị coi thành người nhập cư trái phép, chỉ sợ sẽ chậm trễ thật lâu mới có thể trở về. Phương Lệ là người không có kiên nhẫn, nhìn thấy Trương Nhật Trần thật lâu không có trả lời, trong mắt của hắn lộ ra hàn ý. Đối với người nhập cư trái phép, không phải bắt chính là giết. Bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, theo bàn tay của hắn vận khí, tầng mây trên bầu trời chấn động, vậy mà cũng ngưng tụ thành một trường ấn. Trường ấn kia lớn chừng vài chục trượng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Trương Nhật Trần như một ngũ chỉ sơn. Vũ khí quỷ cấp hạ phẩm, Kinh Vân Trưởng. Rất hiển nhiên, Phương Lệ đã tu luyện Kinh Vân Trưởng đến hóa cảnh. Trọng yếu nhất là tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, viễn siêu phàm nhân. Thi triển ra Kinh Vân Trưởng có thể bộc phát uy lực long trời lở đất, chỉ có thể đánh bạc một lần. Trương Nhật Trần hít sâu một hơi, lấy ra lệnh bài của Vân Vũ Quận Vương, nói: Phương đội trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Bổn Dương chỉ là đến một linh khư giới lịch lãm rèn luyện, ở đâu đắc tội ngươi rồi? Chứng kiến lệnh bài trong tay Trương Nhật Trần, hai mắt Phương Lệ co rụt, thu hồi bàn tay, lập tức trường ấn trên bầu trời cũng dần dần tán đi, tất cả áp lực tan thành mây khói. Dân Vũ Quận Dương. Phương Lệ cẩn thận nhìn thoáng qua lệnh bài, nhẹ nhàng chau mày. Tước vị ở Trung Ương Đế Quốc chia làm Thiên Vương Tước, Vực Vương Tước, Quận Vương Tước, trong đó từng tước vị lại chia tam đẳng.
Lệnh bài trong tay Trương Nhật Trần đại biểu cho quận vương tước hạ đẳng, ở trong tam tước cựu đẳng xếp hạng chót nhất. Nhưng mặc dù là quý tộc thấp nhất, đó cũng là quý tộc có tư cách đi vào một linh cư giới lịch lãm rèn luyện. Một võ giả muốn đạt được tước vị, cho dù tước vị thấp nhất, cũng là sự tình khó như lên trời, phải ở chiến trường khư giới tích lũy rất nhiều điểm quân công mới có cơ hội phong tước. Có tước vị thì tương đương với quan viên của Trung ương Đế quốc, có rất nhiều ưu đãi đặc thù, có thể đi rất nhiều địa phương mà võ giả bình thường không đến được. Trương Nhật Trần căn bản không có ở bộ binh lập hồ sơ muốn tới một linh cư giới lịch lãm rèn luyện. Kỳ thực hắn cũng là đánh bạc. Đánh bạc Đoan Mộc Linh Tinh đã vận dụng lực lượng của Bái Nguyệt Ba Giáo giúp hắn trải đường. Bởi vì Đoan Mộc Linh Tinh đã tới một linh cư giới, nhưng lại nói Trương Nhật Trần không tới bộ binh lập hồ sơ. Bởi vậy nói rõ đang vận dụng lực lượng của Bái Nguyệt Ba Giáo, thấy được hồ sơ ghi chép của bộ binh. Nàng đã ước định với Trương Nhật Trần, muốn Trương Nhật Trần ở trong vòng 10 ngày chạy về hỗn độn vạn giới sơn, thì khẳng định sẽ giúp Trương Nhật Trần có thể nhanh chóng trở về. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là Trương Nhật Trần suy đoán, không dám xác định, chỉ có thể đánh bạc thoáng một phát. Dù sao, hai vị đội trưởng giám quân đều là ngư long tứ biến, hơn nữa còn không phải ngư long tứ biến bình thường, có năng lực vượt qua cảnh giới chiến đấu. Có thể không chiến thì tốt nhất là không chiến. Ánh mắt Phương Lệ không ngừng biến hóa, nói: "Diệp Xuyên, trên danh sách bộ binh có danh tự dân vũ quận vương Trương Nhật Trần hay không?" Đội trưởng đội giám quân thứ hai Diệp Xuyên lấy ra một cuốn ngọc giản dò xét một phen, nhẹ gật đầu nói: "Có." Phương Lệ lần nữa nhìn về phía Trương Nhật Trần hỏi: "Ngươi đã là quận vương của dân vũ quận quốc, bổn đội trưởng cũng không làm khó ngươi, nhưng có một sự tình phải hỏi. Mới vừa rồi ngươi là từ trong Hắc Mộc Nguyên đi ra?" Trương Nhật Trần thu hồi lệnh bài cười nói: "Ta chỉ là phát hiện trong Hắc Mộc Nguyên có động tĩnh rất lớn, cho rằng có bảo vật gì xuất thí, mới tới tìm dẫn bay, nhưng không dám thâm nhập vào. Nghe nói bên trong cực kỳ nguy hiểm." Phương Lệ nhìn chằm chằm hai mắt Trương Nhật Trần, như muốn xem Trương Nhật Trần có phải đang nói xạo hay không, tiếp tục hỏi: "Tụ nhân trong Hắc Mộc Nguyên tử vong rất nhiều, nhất định là có cao thủ tuyệt đỉnh xông vào. Người có thấy người khả nghi hay không?" Trương Nhật Trần lắc đầu, nói: "Không có." "Phương đội trưởng, còn có vấn đề gì không? Nếu không có, ta phải rời đi." "Đã không có." Phương Lệ nói. Sau khi Trương Nhật Trần và Tiểu Hắc rời khỏi, đội trưởng đội thứ hai Diệp Xuyên cưỡi tử lân bệ vương thú bay đến bên cạnh Phương Lệ, nhìn chằm chằm chấm đen bay xa, nói: "Phương Lệ, người tin tưởng hắn nói sao?" Phương Lệ lắc đầu, nói: "Ha ha, tuy hắn che giấu rất khá, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Người này bất quá chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn, nhưng ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Nhân vật như thế, rõ ràng nó không dám xông vào Hắc Mộc Nguyên, người tin sao?" Tại Diệp Xuyên lặng lẽ vuốt trường mâu trong tay, cười nói: "Ta đương nhiên không tin." Ngay thời điểm hắn nói chữ ta, trường mâu trong tay đã đâm ra. Thời điểm hắn nói ra chữ cuối cùng, phù phù, trường mâu đã đâm xuyên qua cột sống sau lưng Phương Lệ. Ở dưới lực lượng cường đại trùng kích, thân thể Phương Lệ bị cắt thành hai đoạn. Một cường giả tuyệt đỉnh, bất tri bất giác lại vẫn lạc. Đoán chừng hắn đến chết cũng không ngờ sẽ chết ở trong tay đồng đội của mình. Bộ dạng của Diệp Xuyên cực kỳ tiêu sái, cánh tay hất lên thì triển Phương Lệ bay ra ngoài. Cầm trường mâu máu chảy đầm đìa, Diệp Xuyên cười nói: "Ha ha, ta đương nhiên không tin, bởi vì hắn căn bản là người nhập cư trái phép. Bất quá thánh nữ điện hạ đã muốn ta trợ giúp hắn một tay, hơn nữa còn phải tận lực che giấu thân phận của hắn, như vậy cũng chỉ có thể giết ngươi." Hết tập 104. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.